Chuyên viên thính giác trị liệu Lê Vũ tận tình phục vụ quý đồng hương, giúp chúng ta nghe rõ để có cuộc sống năng động và khỏe mạnh hơn. Quý đồng hương nên đi khám thính giác để được ngăn ngừa và điều trị sớm. Quý đồng hương có thẻ pension hoặc thẻ cựu quân nhân sẽ được tặng máy trợ thính miễn phí. Quý đồng hương đã và đang đi làm ở những hãng xưởng ồn sẽ được hưởng quyền lợi bồi thường. Quý đồng hương có bảo hiểm tư sẽ được dùng phúc lợi đó cho máy trợ thính. Phòng khám thính giác của MC đầy lòng nhân ái Lê Vũ mà quý vị đã thương mến trong những chương trình từ thiện, trong những sinh hoạt đầy ý nghĩa của cộng đồng, luôn mở rộng cửa đón chào quý đồng hương. Giờ mở cửa từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều, 5 ngày, từ thứ 2 đến thứ 6 ở hai phòng khám. Địa chỉ ở Capramatta là lầu 1 số 90 John Street, địa chỉ ở Bankstown là lầu 1 số 310 Chapel Road. Số điện thoại 0401-676-766. Đinh Nhung xin trân trọng kính chào quý khán thính giả của Đài Việt Face TV Úc Châu. Kính thưa quý khán giả, trong bản tin sáng ngày hôm nay thứ Ba 8 tháng 9 năm 2020, Đinh Nhung xin gửi đến quý khán giả những tin tức với những bản tin chính như sau. Kinh tế Úc suy thoái không chỉ vì đại dịch COVID-19 mà còn vì nhiều nguyên nhân khác. Người thuê nhà thu nhập thấp sắp sửa đối mặt với vực thẳm sau ngày 30 tháng 9. Bộ trưởng Quốc phòng vừa cảnh báo, số vụ tấn công mạng tại Úc tiếp tục gia tăng. Đại dịch COVID-19, Victoria kiến nghị xét nghiệm đối với những người không có triệu chứng nhiễm. Và sau đây, Đinh Nhung xin mời quý khán thính giả hãy cùng theo dõi phần tin chi tiết. Kinh tế Úc suy thoái không chỉ vì đại dịch COVID-19 mà còn vì nhiều nguyên nhân khác. Các nhà chức trách Úc cho rằng, đại dịch COVID-19 và các biện pháp đóng cửa mà nước này phải thực hiện để ngăn chặn dịch là những nguyên nhân lớn nhất khiến kinh tế rơi vào suy thoái. Tuy nhiên, kinh tế Úc còn phải đối mặt với nhiều tác động tiêu cực khác. Theo Hội đồng Xuất khẩu Du lịch Úc, thì nước Úc đã bị tàn phá nặng nề vào đầu năm nay bởi các trận cháy rừng tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ. Và điều này đã tác động mạnh tới tiêu dùng và du lịch. Trong quý 2, tức là từ tháng 4 đến tháng 6, việc đóng cửa các khách sạn, nhà hàng và các dịch vụ khác vì đại dịch càng gây ảnh hưởng lớn hơn, khiến tiêu dùng hộ gia đình giảm hơn 12%, trong khi chi tiêu cho các dịch vụ giảm gần 18%. Và vì thế mà đã khiến tổng sản lượng nội địa GDP của Úc suy giảm 7%, cộng thêm khoảng suy giảm 0.3% của quý 1, nên đã chính thức đưa nền kinh tế Úc Châu rơi vào suy thoái sau gần 30 năm vững mạnh. Tuy nhiên, tình hình kinh tế Úc có thể còn diễn biến xấu hơn. Theo Ngân hàng Trái Kim RBA nhận định, thì tốc độ phục hồi kinh tế là không chắc chắn và tùy thuộc rất lớn vào thực tế đợt bùng phát dịch hiện nay sẽ kéo dài bao lâu. Như tại bang Victoria, là nơi đã và đang phải áp dụng các hạn chế đi lại khắc nghiệt nhất sau khi đại dịch COVID-19 thứ hai bùng phát. Đây là dấu hiệu cho thấy số liệu tăng trưởng GDP quý 3 sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng nặng nề. Theo Marcel Thielen, chuyên gia kinh tế cao cấp về kinh tế Úc và New Zealand của công ty tài chính Capital Economics, thì việc suy thoái sẽ tiếp tục gây áp lực lên ngân hàng RBA trong việc phải xem xét đến các biện pháp bổ sung để giúp cho nền kinh tế phục hồi. Trước đó, RBA đã phải cắt giảm lãi suất xuống mức 0,25%, mức thấp nhất mọi thời đại vào tháng 3 vừa qua, để giúp các doanh nghiệp và các hộ gia đình vượt qua thời kỳ suy thoái. Người thuê nhà thu nhập thấp sắp sửa đối mặt với vực thẳm sau ngày 30 tháng 9. Sau ngày 27 tháng 9 này, khi chính phủ cắt giảm một số trợ cấp đặc biệt cho COVID-19, thì những người thuê nhà thu nhập thấp có thể không còn đủ khả năng để thuê nhà ở mức giá tiền thuê của thời kỳ tiền đại dịch. Các dịch vụ trợ giúp lo lắng rằng những người thuê nhà này sẽ bị cuốn trôi tới một đỉnh điểm là họ sẽ phải trở thành những người vô gia cư. Trong thời kỳ đại dịch COVID-19 hiện nay, những khó khăn về tài chính ngày một trầm trọng hơn. Giám đốc điều hành của tổ chức thiện nguyện Anglicare Australia, bà Cassie Chambers, đã kêu gọi mức tăng trợ cấp an sinh xã hội như hiện nay nên được tiếp tục. Điều này có nghĩa là khoản trợ cấp đặc biệt 550 đô cho COVID-19 không nên giảm hạ xuống còn 200 đô sau ngày 27 tháng 9. Lý do là vì Anglicare Australia đã thực hiện một cuộc nghiên cứu, qua đó cho thấy chỉ số 1% số lượng nhà cho thuê trên khắp nước Úc là có giá cho thuê ở mức phải chăng đối với một người đang nhận trợ cấp thất nghiệp Jobseeker và mức 1.100 đô cho mỗi 2 tuần.
Thế nhưng sau ngày 27 tháng 9, khi chính phủ cắt giảm 300 đô mỗi 2 tuần đối với các khoản trợ cấp này, thì chỉ còn 0.2% số nhà cho thuê là đạt mức độ phải chăng mà người thuê nhà đang lãnh job seeker có thể trả được. Còn đối với những người thuê nhà đang hưởng trợ cấp khuyết tật hoặc hưu bổng, thì chỉ có chưa tới 1% số lượng nhà thuê hiện nay có mức giá chấp nhận được trong khả năng chi tiêu của họ. Tất cả các tiểu bang, ngoại trừ Victoria, cũng sắp kết thúc giai đoạn đóng băng thuê nhà, nghĩa là chủ nhà không được đuổi người thuê ra khỏi ngôi nhà đang thuê nếu họ bị nợ tiền. Giai đoạn cấm trục xuất người thuê nhà này kết thúc, nghĩa là nhiều người Úc có thể rơi vào tình trạng bất ổn tài chính hơn nữa. Bộ trưởng Quốc phòng vừa cảnh báo số vụ tấn công mạng tại Úc tiếp tục gia tăng. Bộ trưởng Quốc phòng Úc, nữ nghị sĩ Linda Reynolds cho biết, số vụ tấn công mạng nhằm vào Úc Châu đã gia tăng trong những tháng gần đây khi có lúc ghi nhận tới 4.500 âm mưu xâm nhập trong một ngày. Cảnh báo của Bộ trưởng Linda Reynolds được đưa ra sau khi Canberra cùng ngày công bố báo cáo đầu tiên về mối đe dọa an ninh mạng. Theo bản báo cáo, tính tới ngày 30 tháng 6, giới chức Úc đã đối phó với 2.266 vụ việc và nhận được 59.806 báo cáo về tội phạm mạng trong 12 tháng. Ngoài ra, báo cáo cũng đặc biệt đề cập tới hai vụ tấn công mạng nổi bật, trong đó một vụ là vào tháng 10 năm 2019, khi mã độc Emotet tấn công các thông tin cá nhân và nhạy cảm. Vụ tấn công thứ hai là vào tháng 4 vừa qua, khi cơ quan tình báo mạng Australia cho biết các tội phạm đã lợi dụng dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Nhắc lại là hồi tháng trước, Thủ tướng Scott Morrison cũng đã từng tuyên bố Úc Châu đang bị tin tặc bủa vây với hàng loạt các vụ tấn công mạng nhằm vào mọi cấp của chính phủ, các cơ quan chính trị, lĩnh vực công nghiệp, y tế, giáo dục, các nhà cung cấp và khai thác hệ thống hạ tầng quan trọng. Ông Morrison khẳng định có yếu tố nước ngoài xuất hiện đằng sau những vụ tấn công như vậy, nhưng từ chối nêu cụ thể đó là quốc gia nào. Trước đó vào đầu tháng 8, Bộ Nội vụ cũng đã chính thức công bố chiến lược an ninh mạng Australia 2020 để thay thế chiến lược cũ được áp dụng từ năm 2016. Chiến lược mới này xác định tập trung vào việc đề xuất các luật và khuôn khổ quy định nâng cao để bảo đảm an ninh cho các cơ sở hạ tầng quan trọng, được coi là cách tốt nhất để bảo vệ người dân Úc trên quy mô lớn. Ngoài ra, chiến lược cũng tập trung vào nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng quan trọng, hỗ trợ các nhà khai thác để nâng cao an ninh mạng và chuẩn bị ứng phó với các sự cố. Đại dịch COVID-19, Victoria kiến nghị xét nghiệm đối với những người không có triệu chứng nhiễm. Một nhà dịch tễ học hàng đầu ở Úc đã kêu gọi giới chức y tế Victoria nên bắt đầu xét nghiệm diện rộng đối với những người không có triệu chứng bị nhiễm COVID-19 để có thể ngăn chặn làn sóng dịch bệnh thứ ba. Lời kêu gọi này được đưa ra khi số ca nhiễm hàng ngày ở Victoria đang có chiều hướng giảm hạ. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là số người đi xét nghiệm COVID-19 ở Victoria cũng đang giảm dần, chỉ trên dưới 10.000 người một ngày, so với mức trên 20.000 người một ngày trước đây. Giáo sư chuyên về dịch tễ học tại Viện Đại học New South Wales Mary Louise McLaws cho rằng, nếu không thực hiện xét nghiệm diện rộng, thì số ca nhiễm hàng ngày giảm sụt, có thể sẽ dẫn đến việc xem nhẹ dịch bệnh. Cũng theo nhận xét của giáo sư McLaws, thì nếu không xét nghiệm diện rộng, thì rất khó để biết được những con số này có thực sự thấp hay không và đi đến kết luận là dịch bệnh đã được kiểm soát. Hoặc phải chăng những con số này ở mức thấp vì những người nhiễm bệnh không có dấu hiệu, bệnh đã không được xét nghiệm. Trong khi đó, thì hãng tin ABC cho biết chính quyền Victoria cũng đã nhiều lần khuyến cáo những người có biểu hiện bệnh, dù ở mức nhẹ cũng nên đi xét nghiệm, nhưng lại không xét nghiệm những người không có biểu hiện bệnh. Đại dịch COVID-19, chuyên gia y tế đề nghị sử dụng steroid điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng. Các chuyên gia y tế tại Úc mới đây đã đề nghị sử dụng steroid để điều trị các bệnh nhân COVID-19 sau khi các kết quả thử nghiệm lâm sàng cho thấy các loại thuốc có chứa steroid có thể giúp giảm 1/3 tỷ lệ tử vong đối với các bệnh nhân mắc COVID-19 với các triệu chứng bị bệnh nặng, bao gồm cả các bệnh nhân đang phải thở oxy và thở máy. Đề nghị được cơ quan nghiên cứu bằng chứng lâm sàng điều trị COVID-19 đưa ra sau khi có bằng chứng cho thấy các loại thuốc có chứa steroid có thể giúp giảm tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân mắc COVID-19 thể nặng. Cơ quan này cho biết sẽ cập nhật khuyến nghị về việc sử dụng steroid trong điều trị bệnh COVID-19 trong những tuần tới. Theo thông tin từ giáo sư Stephen Webb của Đại học Monash ở Melbourne cho biết, việc sử dụng steroid hiện đã phổ biến tại các bệnh viện Úc. Giáo sư Webb đang tham gia một thử nghiệm lâm sàng
đối với hơn 380 bệnh nhân được chăm sóc đặc biệt tại Úc và trên thế giới. Kết quả đến nay cho thấy có đến 93% bệnh nhân nặng đã cải thiện cơ hội sống và phục hồi. Tiến sĩ Elena Snyder-Fetchick thuộc Viện Đại học Melbourne cho biết, COVID-19 có thể gây ra hiện tượng siêu phản ứng trong hệ miễn dịch ở một số bệnh nhân và có nguy cơ khiến bệnh nhân tử vong. Mà steroid thì lại có tác dụng điều chỉnh phản ứng miễn dịch và thực sự hữu ích trong điều trị các bệnh nhân COVID-19. Tuy nhiên, theo tiến sĩ Snyder-Fetchick, cần nghiên cứu thêm để xác định loại steroid nào và nồng độ bao nhiêu là tốt nhất để điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 nghiêm trọng. Khu vực nông thôn Queensland chuẩn bị cho thời kỳ kinh tế khó khăn vì đại dịch COVID-19. Tiểu bang Queensland, mặc dù không có nhiều ca nhiễm trong cộng đồng và cũng không có những trường hợp bộc phát bí hiểm như tại Victoria hay tại New South Wales, thế nhưng do quyết định đóng cửa biên giới của thủ hiến Anastasia Palaszczuk, nên đã và đang khiến kinh tế của Queensland rơi vào tình trạng kiệt quệ. Đặc biệt là tại khu vực nông thôn, ông John Duncalf từ Hiệp hội các nhà xây dựng cho biết, việc đóng cửa biên giới với tiểu bang New South Wales vào tháng trước đã gây thêm áp lực lên nhiều nhà xây dựng Gold Coast, cụ thể là những người thường làm việc ở cả hai bang. Theo lời ông Duncalf, rất nhiều nhà xây dựng đã phải vật lộn để đáp ứng các yêu cầu tài chính để lấy được giấy phép. Ngoài ra, ông Duncalf cũng lo lắng sẽ có sự sụt giảm trong các phê duyệt cho vay mua nhà trong vài tháng tới. Trong khi đó, thì chuyên gia xây dựng và cải tạo Ben Nelson coi mình là một trong những người may mắn sau khi ông đã giữ cho mọi người có việc làm trong suốt đại dịch với một số trợ giúp từ chương trình JobKeeper của chính phủ liên bang. Bên cạnh đó, việc đóng cửa các biên giới quốc tế đã tàn phá ngành du lịch của khu vực, vốn phụ thuộc nhiều vào thị trường nước ngoài. Ngành du lịch của Queensland trị giá khoảng 27 tỷ đô la một năm. Nhưng Daniel Gishwin từ Hội đồng Công nghiệp Du lịch Queensland cho biết giá trị của ngành này đối với nền kinh tế tiểu bang trong năm nay 2020 sẽ thấp hơn đáng kể. Với bản tin vừa rồi, Đinh Nhung xin tạm dừng phần chương trình tin tức của Vietface TV. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Đinh Nhung xin chào tạm biệt và chúc quý vị một ngày thật đẹp. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức của Đài Vietface TV Úc Châu vào lúc 1 giờ trưa nay.